Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714 444 9999 thách bạn so sánh. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Sắp tới Thanksgiving, sắp tới Christmas thưa quý vị, thì tất cả những đồ chơi của con nít là mình đi mua sắm rất là nhiều. Nhưng không phải đồ chơi nào mình cũng có thể mua, mình phải có sự lựa chọn ở trong đó. Vì theo báo cáo cho biết có những đồ chơi có thể làm nguy hiểm đến trẻ em. Thì đây tất cả những cái list mà Nhi Huyền sẽ đưa tới cho quý vị. Theo Carbert của Education Funds, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Auckland chuyên về các vấn đề của người tiêu dùng, đã phát hành một cái báo cáo gọi là Trouble in Toyland hàng năm vào thứ Năm vừa rồi. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ CPSC đã thu hồi 13 đồ chơi trong năm nay. Hai sản phẩm khác có nhiều người coi đồ chơi đã cũng bị thu hồi, và bao gồm trong đó ván trượt, phụ kiện đồng hồ của trẻ em. Các đồ chơi bị thu hồi đã gây ra rủi ro, bao gồm trong đó có lượng trì rất là cao, khả năng những cái trẻ em nuốt vào cơ thể sẽ làm nghẹt thở, và các bộ phận rất là nhỏ nhưng mà những trẻ em đã bị chơi có thể bị hỏng nữa. Và người ủng hộ tiêu dùng Carl Burt Sander-Klusson nói với iQuizness News rằng là báo cáo hàng năm của họ đã dẫn đến hơn 150 vụ thu hồi đồ chơi không an toàn, và báo cáo ước tính có 198.000 những cái vết thương và những cái sự kiện liên quan đến đồ chơi được điều trị tại các phòng cấp cứu vào năm 2020. Và Kusan cho biết một mối nguy hiểm đồ chơi khác cần chú ý trong mùa lễ này, đó là đồ chơi có chứa những cái bộ phận rất là nhỏ. Carl Bird cũng đang khuyến khích các cha mẹ đọc nhãn hiệu và cảnh cáo trước khi mua món đồ chơi với các bộ phận nhỏ, đặc biệt là đối với những trẻ em mới biết đi. Và dưới đây là danh mục chính theo báo cáo của cái tờ báo Trouble in Toyland vào thứ Năm vừa rồi. Đó là đồ chơi giả, nhái và có thể mua được trên online hoặc là trực tuyến, thường là từ nước ngoài, nơi các nhà sản xuất họ không quan tâm và tuân theo các quy luật quy định của Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy đồ chơi trên thị trường và những lo ngại về an toàn mà chúng có thể gây ra cho trẻ em, và nhóm đã biên soạn hướng dẫn để giúp các bạn phát hiện ra chúng. Cái thứ hai đó là đồ chơi cũ. Mọi người thường bán hàng hóa qua sử dụng những online mà không kiểm tra xem chúng có bị thu hồi hay không. Và một số đồ chơi bị thu hồi trước đó đã được tìm thấy và bán ở trên eBay. Nên quý vị mua trên eBay cũng rất là cẩn thận. Và cái nguy cơ nghẹt thở của Carbert cho biết là họ đã tìm thấy sự khác biệt giữa mô tả trang web và nhãn cảnh cáo cho đồ chơi với các bộ phận nhỏ. Đồ chơi được quảng cáo cho 2 tuổi nhưng có bộ phận nhỏ và không an toàn cho trẻ em dưới 3 tuổi, nhưng họ vẫn bán thưa quý vị. Và bên cạnh đó là những cái đồ chơi mà ồn ào. Các nhà nghiên cứu cho biết đồ chơi đã tìm thấy rất là ồn ào và kiểm tra mức độ tiếng ồn sao chép của đứa trẻ khi sử dụng đồ chơi có thể làm hư tai của đứa trẻ. Và bên cạnh đó có đồ chơi thông minh. Theo Carl Bird cho biết là vấn đề riêng tư liên quan đến đồ chơi thông minh xem xét có 3 loại, đó là máy ảnh, thiết bị ghi âm được tích hợp vào đồ chơi, ứng dụng di động không được an toàn, được sử dụng để kiểm soát đồ chơi, và tài khoản trực tuyến cá nhân được lưu trữ những dữ liệu về đồ chơi và của người tiêu dùng nó không an toàn. Và trong đó những cái đồ chơi cũ thì họ lưu giữ những cái vấn đề ở trong cái màn hình mà họ chưa có xóa đi thì hại đến trẻ em của mình. Một năm không biết bao nhiêu vụ những cái trẻ em mà nuốt phải những cái đồ chơi đó và cũng như nhiễm những cái chất chì ở trong những cái đồ chơi đó thưa quý vị. Ở bên Hoa Kỳ chúng ta thì em thấy rằng là nó an toàn hơn những cái đất nước khác, có nghĩa là nhất là Việt Nam hoặc là Trung Quốc. Trung Quốc là khủng khiếp lắm rồi, tại vì bây giờ Việt Nam chúng ta cũng nhập cái đồ chơi của Trung Quốc về rất là bậy bạ, rất là nhiều, thành ra là chất độc hại rất là nhiều. Mà bên Hoa Kỳ chúng ta thì thỉnh thoảng một số đồ chơi Trung Quốc nó cũng đã tuồn qua đây, nhất là mua trên eBay rồi đó. Dạ vâng, thành ra là chúng ta cũng nên cẩn thận, nếu như mà cho những cái trẻ nhỏ con em chúng ta chơi những cái đồ chơi đó nó gây nguy hiểm, hay là bị sốc dị vật nè, hoặc là có thể là cho bị nhiễm trì, hoặc là bị ảnh hưởng đến tai mắt này nọ, thì chúng ta cũng nên cẩn thận nếu như mà chúng ta chọn một cái loại đồ chơi thích hợp cho tất cả các con em chúng ta, nhất là những trẻ nhỏ mà từ mà mới sanh ra cho đến khoảng chừng vài ba tuổi đó, thì là cái lứa tuổi đó chúng ta phải nên trông nom hoàn toàn luôn, 24/24. Cẩn thận hơn nữa thưa quý vị. Dạ vâng. Cảm ơn chị Nhi Huyền, và kính thưa quý vị, thông tin này là thông tin cuối trong chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Trong cuộc sống có rất là nhiều cái sai lầm, và cái sai lầm mà từ những cái người mà làm trong cái ngành nghề y tế đó, là một cái sai lầm mà nó chỉ dẫn đến những cái sai lầm rất là lớn và tai hại. Bác sĩ phẫu thuật có thể sai lầm quên những cái gạt bông băng, hoặc là quên cái kéo, hoặc là quên cái chỉ, cái kim này trong bệnh nhân đã từng có xảy ra. Và ngày hôm nay thì một cái sai lầm nữa của những cái người mà dạng là trong công việc thụ tinh nhân tạo, thưa quý vị, thay vì là một cái trứng đó, hai vợ chồng cùng đi đến cái cơ sở sản khoa đó để mà thụ tinh nhân tạo, thì thay vì lấy cái trứng của người vợ và cái tinh trùng của người chồng thì đem thụ tinh lại với nhau, thì cái nhân viên sản khoa, nhân viên mà thụ tinh này, người ta lấy lộn cái tinh trùng của người khác để mà thụ tinh vào trong cái trứng của người vợ. Thành ra là cái vụ kiện này nó xảy ra khi mà tất cả mọi cái được find out ra, được phát hiện ra. Thì hiện nay thì hai cặp vợ chồng này đang kiện, thưa quý vị. Và sai lầm này ở Mỹ, thưa quý vị, của nhân viên y tế khi làm công việc mà thụ tinh trong ống nghiệm đã khiến trứng của cô Donna kết hợp với một người đàn ông khác không phải là chồng của cô. Và sự thật này chỉ được phát hiện khi cậu bé này là cậu bé 11 tuổi năm 2019. Hồi đó thì vợ chồng của Donna và Venner Johnson đã đặt một cái bộ kit xét nghiệm DNA ở cả nhà để mà làm cho vui. Và vô tình thì cái mẫu DNA của đứa con trai út của vợ chồng này không hợp với tất cả các DNA của những thành viên trong gia đình. Và kết quả cho thấy rằng mẹ của Donna là đúng chính xác, mẹ Donna của cậu bé là chính xác, nhưng cha của cậu bé thì cái kit xét nghiệm đó nó lại không xác định được. Và sau khi sinh con đầu lòng thì Ann Vanner, 46 tuổi, đã trải qua bao cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm và vô tình làm hỏng cái ống dẫn tinh của anh. Thành ra anh chỉ được cái đứa con trai đầu tiên thôi. Khi đó thì hai vợ chồng anh không có khả năng sinh con và nhờ đến một cái trung tâm y học sinh sản của trường đại học Utah tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Và anh Venner và Donna đã nhận ra quá trình thụ tinh đã có sai sót bởi vì trứng của người vợ kết hợp với lại tinh trùng của một người đàn ông khác. Và điều này là một cái điều trăn trở khi mà anh không thể nào anh nói với con, bởi vì anh sợ con của anh, mà đứa trẻ mà anh nuôi từ nhỏ đến lớn, nó bị tổn thương. Và khi mà anh nói với đứa trẻ thì đứa trẻ này nó nói rằng nó ngước mặt lên, nó nhìn anh, nó hỏi thật à, và nó chậm lại, nó chừng lại một cái khoảng lặng, nó nhìn ra cửa sổ. Rồi nó rất là lâu và nó nói rằng nhưng bố vẫn là bố của con. Và cái cặp mắt của nó ứa đúng không? Nó khóc. Thì nhưng mà sau khoảng một thời gian sau thì cậu bé lấy lại bình tĩnh và cũng vui vẻ trở lại, nhưng mà anh cũng cảm giác được có một cái nỗi buồn ở trong con mắt của cậu bé, của con anh. Và cái đứa anh trai của cậu bé thì lúc mà người cha này á thổ lộ với lại anh trai của anh trai của cậu bé là đứa con đầu của anh á, hai vợ chồng thì nói rằng Tim không phải là em trai của con. Thì cậu bé buồn, rất là buồn, nhưng mà cậu bé nói là nhưng dù sao thì Tim vẫn là em của con. Đúng rồi. Thành ra là đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy rằng đôi lúc trong cuộc sống có những cái điều nó thật sự nó rất là sốc, và nó sai lầm đến từ cái nhân viên y tế, nó làm cho đảo lộn cái cuộc sống của gia đình người ta. Và trên màn ảnh thì quý vị thấy là cái cặp vợ chồng này, ở trên màn ảnh ha, là có anh Venner nè, có cậu con trai cả và đứa con trai dính giữa này, nhỏ ở đây, quý vị thấy có đội cái nón mà có cái hình cái chữ Y đó, và người vợ kế bên là cái cậu bé mà bị thụ tinh nhầm. Và Lê Thái sẽ cho quý vị xem cái hình ảnh của cái gia của kẻ bố đẻ của cậu bé đây, bên đây, và bố ruột của cậu bé bên đây. Và quý vị thấy không, rất là may mắn bởi vì cậu bé sinh ra, Lê Thái sẽ cho quý vị xem lại hình ảnh này. Đó, cái cậu con trai cả của anh Venner rất là giống anh, và đứa con trai mà thụ tinh của người đàn ông khác nó không có giống người đàn ông đó, Và đặc biệt nó rất là giống mẹ. Quý vị thấy không? Cái cậu con trai Úc này rất là giống mẹ. Đó là một điều may mắn. Một cái cú sốc. Và hiện nay là cặp vợ chồng này đang kiện cái trung tâm y tế của trường đại học Utah này, thưa quý vị. Nhưng mà có một điều may mắn là khi mà sinh con ra, nó không có giống người đàn ông kia, nhưng mà nó lại giống cái người vợ của mình, thì anh an ủi được phần nào. Nhưng hiện tại thì cái cậu bé này vẫn có thể qua lại với người cha ruột của mình, mà người cha mà hiến tinh đó. Nhưng mà đối với anh, đối với cậu, đối với người anh trai của cậu, đối với ba mẹ, thì cậu vẫn là một cái thành viên trong gia đình, vẫn là một đứa con ruột ngày nào. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi kết thúc chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần của Nhi Huyền và Lê Thái ngày hôm nay. Không biết là chị Nhi Huyền có định gửi cái lời chúc nào đến cho quý vị? Thưa quý vị, sắp tới là Thanksgiving nên Nhi Huyền với Lê Thái chúc quý vị có một Thanksgiving thật là đầy sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của gia đình. Và Nhi Huyền với Lê Thái sẽ gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới. Và chúng tôi cũng sẽ chúc cho quý vị trong ngày Cyber Monday cũng sẽ mua được những đồ săn sale, đúng không? Chúc Thái mua được đồ sale nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị với. Dạ vâng, cảm ơn chị Huyền. Và xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bạn có nhớ không? Khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió Con Ó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.